Đời rất đẹp và câu chuyện đầy xúc động của chàng trai khi mọi thứ bỗng chốc nhuộm màu tối đen. Em bị ba em bạo hành và đánh đuổi em đi và nói em không phải là con của ba. Em nghĩ cuộc sống này không còn là gì cả. Và em sử dụng hết 150 viên thuốc ngủ đó vào lúc 1 giờ đêm. Mất đi ánh sáng không có nghĩa là mất đi tất cả. Dành dụm được một số tiền và em đã mua được một miếng đất. Em mở lên một cái tiệm massage tên là Ánh Dương. Và ước mơ của em miếng đất đó sẽ sau này sẽ là một bên là thủ công, một bên để nuôi những người khiếm thị. Hãy lan tỏa năng lượng tích cực bởi câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Hiếu trong chương trình Đời Rất Đẹp, phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ Bảy ngày 2 tháng 12 năm 2023 trên VTV9.